trục trặc từ kỹ thuật rồi. Thôi bây giờ là mình giao lưu một chút xíu với ca sĩ Khánh Ngọc đi ạ. Xin cảm ơn Phương Linh rất nhiều. Dạ, yeah, nãy giờ hả là chị tới với Gian Biết Phép thì không biết là chị có tham gia các gian hàng của tụi em chưa? Nóng lắm. Nãy giờ mới bước vô thôi à, cho nên là chưa có dịp để tham gia. Sau khi hát xong, Khánh Ngọc sẽ đi vòng vòng à. Có nhiều trò chơi và hấp dẫn nhất đối với các bạn là khu ẩm thực. Khu ẩm thực. Và bây giờ là bên bển là đang có cuộc thi ăn chiếc pizza lớn nhất của Fresco Pizza. À, pizza. Chị có nghĩ hả? Là hồi chị thử hả? À, chắc không dám, tại vì sức người có sao em? Kéo Khánh Ngọc xuống tham gia chung luôn. Không dám ăn. đang giảm cân. Nhưng mà trong thời gian sắp tới đây, tương lai thì không biết là có những cái dự định gì mà chị Khánh Ngọc sắp đưa đến với các khán giả của chúng ta không ạ? Sắp tới thì Khánh Ngọc sẽ phát hành một album. Nhưng mà Khánh Ngọc nghĩ rằng là album này thì là một album nhạc vàng. Cho nên là những dòng nhạc nó có vẻ là nó sẽ phù hợp nhiều hơn với những người trung niên. Trung niên mà không biết là Phương Linh có thích nghe những dòng nhạc nhạc vàng không ạ? Dạ có, nhìn tụi em trẻ vậy thôi, tụi em thích mấy cái đó lắm á, chứ không phải đâu. Ở đây hả là có tới 50.000 khán giả, chị tiện thể chị Bia luôn. Em thấy rất là tiện nha. Rất là nhiều khán giả ngày hôm nay, cho nên là sẵn hôm nay Khánh Ngọc rất là mong muốn là khi album nhạc vàng của Khánh Ngọc được phát hành thì ngoài những khán giả trung niên thì các bạn trẻ cũng có thể nghe thử để cùng cảm nhận sâu lắng hơn dòng ở những cái dòng nhạc vàng như thế này. Vậy giờ vũ Khánh Ngọc hát liền một đoạn ở trong cái album mới đó luôn. Dạ, yeah, một đoạn đi, giờ chị phải bia rõ ràng hơn, mọi người mới ủng hộ liền tay được. Nó mới nấu. Quý vị các bạn biết bài Ai Khổ Vì Ai không ạ? Khổ là nghe cái bài là thấy khổ. Giờ mình hát đi chị, coi nó khổ cỡ nào chị. Anh biết chăng anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai. Nhiều khi cố quên, nhưng chỉ thêm chuông vào lòng những ưu phiền. Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay. Người phụ đời nhau khi đã cạn chén tình say, để lại thương sầu, trót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Chị khổ mà hát nghe là nó ngọt quá như vậy thì chắc cũng bớt khổ đó chị. Và cho em xin hỏi là bộ phận kỹ thuật ok vậy ạ? Rồi bây giờ là chúng ta cùng nhường lại sân khấu chị Khánh Ngọc với chị. Xin cảm ơn Phương Linh rất là nhiều. Trong buổi chiều hôm nay mà Khánh Ngọc hát một bài là bài Thức Trắng. Rất là mong tất cả đêm nay quý vị các bạn có thể về nghe lắng nghe lại bài này và sau khi nghe xong chúng ta ngủ một giấc thật ngon ạ. Trăng cô đơn trông theo bóng ai, thời gian đã mãi ra đi không quay trở lại. Ngày nào hai đứa bên nhau chung con đường về, nay bước một mình lê thế. Nhật từng vun vỡ anh chẳng mang bao dấu yêu, chỉ mong anh sẽ không quên đi hết những điều mà anh đã nói với em sẽ không cách xa. Nhưng sau giấc mơ này giờ đã qua, tìm đâu vòng tay hơi ấm ôm em, tìm thấy đâu người ra đi mang hết những yêu thương em chờ mong. Bỏ lại đường đi mình em xa cuối trong cơn mưa, nào đâu hay nói
giờ đã qua, tìm đâu vòng tay ơi ấm ôm em những ngày đông, người ra đi mang hết những yêu thương em chờ mong. Chị Bảy ơi, một lần nữa khán giả xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Chị Bảy là sân khấu tí đường chị Bảy. Vâng, và chúng tôi hay gọi đùa với nhau bằng những cái tên rất là thân mật ở trong nghề, anh Khoa và các bạn nghệ sĩ khác, thì chúng tôi hay đi ăn uống với nhau và tôi hay gọi Khánh Ngọc là chị Bảy. Em thấy chưa, hồi nãy anh nói rồi, anh nói ở trong sân khấu em mê hát cải lương, em nói Hòa Menzi là nếu như mà ngoài này mà Hòa hát quan họ Bắc Ninh thì biết đâu Khánh Ngọc cũng rất là muốn hát cải lương, là một cái nét đặc trưng của Nam Bộ để tặng cho các khán giả ở dưới. Nhưng mà cái hồi nãy lúc mà chờ nhạc cho phần kỹ thuật á, thì tại sao em lại chọn cái bài Bolero? Anh nghĩ bây giờ em bù lại em hát một cái đoạn cải lương đi. Không phải, tự nhiên hồi nãy là nói là đang PR cho cái album mới. Trời mà ơi, album mới em đâu có ra cải lương đâu. Tôi đang cần PR cho Giang biết phép. Bây giờ nói đùa thôi, có một đoạn cải lương nào mà em cảm thấy tâm đắc gọi là thích hát cho các bạn nghe được không ạ? Anh nghĩ bây giờ thật không, ra không phải là hay hay dở, mà cái nào độc và lạ thì mới được mọi người nhớ tới, đúng không ạ? Nhưng mà thường thường thì Khánh Ngọc nghĩ là biết là mấy bạn trẻ có cảm nhận tâm, cải lương nhiều không? Em yên không tâm, ạ? Nhìn cái bộ đồ của em là mọi người cảm nhận được. Em yên tâm. Để ngồi thêm cái tuồng thêm nữa. Đâu, hát một cái đoạn nào tặng anh với Phương Linh với các khán giả đây được không ạ? Ok, bây giờ quý vị các bạn, bây giờ Khánh Ngọc sẽ hát một câu giọng cổ trong tuồng cải lương Lương Sơn Bá chúc anh đài. Ở dưới có thích nghe cải lương không? Vũ một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Cho món quà bất ngờ này của Khánh Ngọc. Liền đi chị. Anh đài ơi, làm sao ta quên được kỷ niệm nơi đường Nam Sơn tiểu lộ. Kỷ vật còn đây, người xưa còn đó, mà giờ đây ta đành tiếng biệt người yêu cợt bước theo chồng. Một tràng pháo tay cho Khánh Ngọc. Tiếp luôn à? Lỡ rồi tiếp luôn à? Em tiếp nổi, em tiếp. Máu ơi máu ta tuôn rơi hay là giọt lệ lòng, phụng hoàng sang dâng anh hình đôi bóng, gửi vào hồn bao ý nhạc lời thơ. Hò ê, chứ chim xa rừng thương cây mà nhớ cội, thì người xa người tội lầm người ơi. Thà rằng không biết thì thôi, biết rồi mỗi kẻ mỗi nơi, à ơi ta nghe buồn. Hết à? Một tràng pháo tay à? Bà hay quá. Bà đang ở Nam Sơn tiểu lộ, xong các bà đi ra Huế luôn. Tại cái tuần nó dạy em cũng biết. Cảm ơn em rất nhiều và chúc cho em sẽ thành công với sản phẩm âm nhạc mới của mình. Cảm ơn Khoa, cảm ơn Phương Linh rất nhiều và xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chúc quý vị các bạn có một buổi chiều cũng như là buổi tối sẽ có một đêm âm nhạc Giang biết thật nhiều niềm vui và tràn hạnh phúc. Khánh Ngọc xin cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.